xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa chỉ đạo một cuộc trình diễn quân sự có sự tham gia của các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực mới. Sự kiện quân sự này được thiết kế để kiểm tra nghiêm ngặt khả năng chiến đấu thực tế của các kíp điều khiển xe tăng và giúp họ làm quen với phương pháp tác chiến trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa chỉ đạo một cuộc trình diễn quân sự có sự tham gia của các đơn vị xe tăng. Ông Kim bày tỏ sự hài lòng lớn khi một dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới đã thể hiện thành công sức mạnh tấn công trong màn trình diễn đầu tiên tại sự kiện mà KCNA mô tả là trận đấu huấn luyện. Theo bản tin, sự kiện quân sự này được thiết kế để kiểm tra nghiêm ngặt khả năng chiến đấu thực tế của các kim điều khiển xe tăng và giúp họ làm quen với phương pháp tác chiến trong các nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Bài báo cho biết nhanh chóng vượt qua nhiều tình huống chiến đấu tồi tệ nhất. Xe tăng hạng nặng tấn công các mục tiêu cùng lúc bằng đòn dáng mạnh mẽ và xuyên thủng tuyến phòng thủ vững chắc với khả năng cơ động cao. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam là một trong số những quan chức cấp cao tham gia cùng ông Kim tại sự kiện này. Tại sự kiện trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng một cuộc xung đột thực tế, cũng như các trận đấu huấn luyện nhằm nâng cao năng lực chiến đấu để có thể phản ứng kịp thời và chính xác trong mọi tình huống bất ngờ. Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy, ông Kim Jong Un mặc áo khoác da đứng trước một xe tăng, xung quanh ông là binh sĩ. Lãnh đạo Triều Tiên còn lái thử dòng xe tăng mới. Sự xuất hiện của ông Kim tại cuộc huấn luyện mới nhất diễn ra vài ngày sau khi ông hướng dẫn một cuộc tập trận bắn đạn pháo của quân đội nhân dân Triều Tiên trước đó. KCNA cho biết, cuộc tập trận này có sự tham gia của các đơn vị gần khu vực biên giới của thủ đô của đối phương, ám chỉ thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nơi có gần 10 triệu dân. Bán đảo Triều Tiên gần đây gia tăng căng thẳng khi Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự. Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ Hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược, trong khi Seoul và Washington khẳng định hoạt động chỉ mang tính phòng vệ. Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh vì hai bên chưa ký hiệp ước hòa bình chấm dứt cuộc xung đột 1950-1953. Hai miền bán đảo Triều Tiên mới ký hiệp định đình chiến. Hãng tin Nga er Novosti có bài bình luận cho biết trước kết cục chiến thắng rõ ràng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, có một cảm giác rõ ràng rằng sự hỗn loạn đang ngự trị ở thủ đô của các nước phương Tây. Nó đã chuyển từ kinh ngạc thành hoảng loạn. Một câu hỏi treo lơ lửng trong im lặng của ấn phẩm Mỹ Politico có tựa đề Tại sao phương Tây đánh mất Ukraine? Với câu hỏi không lời đáp là làm thế nào mà phương Tây với các tàu sân bay và tiềm năng kinh tế tổng hợp 60.000 tỷ đô la Mỹ vượt trội hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nga và Iran cộng lại đã không thắng nổi một quốc gia hậu Xô Viết đang suy thoái và cuối cùng phải quỳ gối trước ông Putin. Lần đầu tiên trong những năm gần đây, đã có một tài liệu của phương Tây mô tả rõ ràng những lựa chọn mà giới lãnh đạo Mỹ và các đồng minh có trong tay và những gì mà phương Tây sở hữu. Một chiến thắng quân sự cho Ukraine là điều cực kỳ khó xảy ra, ngay cả khi có sự hỗ trợ liên tục của phương Tây, bởi Nga đang có đà tiến thuận lợi và chưa có ý định dừng lại. Trong khi đó ở phương Tây, sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc số lượng người phản đối viện trợ cho ukraine ngày càng tăng với câu khẩu hiệu nổi tiếng tiền của mỹ dành cho người mỹ đồng thời những người muốn chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt đang ngày càng gia tăng ngoài ra ukraine cũng đã cạn kiệt kho vũ khí cũ của liên xô và cả nhân lực cũng bị hạn chế ngược lại nga sẵn sàng điều năm binh sĩ của mình chống lại một lính ukraine tâm trạng chung ở phương tây đang thay đổi đáng kể phương tây cần tạo điều kiện để chấm dứt xung đột ở ukraine đồng thời giữ thể diện của mình trước nga từ đó căn cứ vào tình hình thực tế cuộc xung đột Nga-Ukraine, chiến lược hợp lý duy nhất của Mỹ, EU và NATO là rút khỏi cuộc chiến, để lại Ukraine với cái mơ hỗn độn mà chính phương Tây đã bày ra ở nước này. Mặt khác, Moscow cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Mỹ và các đồng minh ủng hộ Kiev sẽ không làm thay đổi tiến trình hoạt động quân sự của Nga mà chỉ làm trầm trọng thêm xung đột. Nếu cuộc xung đột tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, và thậm chí còn hơn thế nữa nếu câu chuyện về một cuộc xung đột không thể thắng, thu hút nhiều lực kéo hơn, sự hỗ trợ của phương Tây thậm chí khó có thể ngăn Ukraine thua nặng, có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn mà Tổng thống Nga Putin đã hình dung trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ, Tucker Carlson. Theo giới phân tích, một thất bại của Ukraine sẽ là một sự nguy hiểm đối với phương Tây. Một chiến thắng của Nga sẽ đẩy nhanh sự suy thoái của trật tự quốc tế hiện tại. Nó có thể sẽ mở ra một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sang một trật tự kém thuận lợi hơn nhiều đối với các lợi ích của phương Tây. Ngày 13 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ hai trực thăng vận tải quân sự của Ukraine tại vùng Donetsk. Hai trực thăng bị phá hủy gồm một chiếc Mi-8 và một chiếc Mi-17. Cuộc tập kích diễn ra tại một sân bay giãi chiến gần làng Novo Pavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46 km. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra ba trực thăng của Ukraine đang đỗ trên một khu vực trống, bên cạnh là một xe tải và một phương tiện tiếp tế khác. Ngay khi xác định được mục tiêu, quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để tập kích các phương tiện của đối thủ. Sau đòn tấn công chính xác, hai trực thăng của Ukraine đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Chiếc trực thăng còn lại đã kịp thời sơ tán. Mi-8 là trực thăng quân sự đa nhiệm, có thể dùng cho mục đích vận tải, trinh sát hoặc tấn công mặt đất. Trực thăng này có chiều dài 25,24 m cao 5,65 m nặng 7,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn. Với biến thể tấn công mặt đất, trực thăng này có thể mang theo súng máy cỡ nòng 7,62 mm hoặc 12,7 mm, tên lửa chống tăng, bom và các loại vũ khí khác. Để gia tăng độ chính xác cho các đợt tấn công, Mi-8 được trang bị kính nhìn đêm và hệ thống đo cự ly bằng laser. Mi-17 là trực thăng quân sự đa năng, nặng khoảng 12.000 kg, tải trọng tối đa 4.000 kg. Tổ lái của loại máy bay trực thăng này là 3 người và có thể vận chuyển rất nhiều binh lính, tối đa 40 người, nhưng thường là 20 đến 30 người. Tốc độ tối đa của Mi-17 là 250 km h tầm hoạt động khoảng 590 km mẫu trực thăng này có thể sử dụng được nhiều loại pháo tự động và tên lửa phổ thông. Trong một diễn biến khác, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Nga trong đêm thứ hai liên tiếp. Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng và đã đốt cháy ít nhất một nhà máy lọc dầu. Thống đốc vùng Benkorod, Vyacheslav Gladkov cho hay, 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực trong hai ngày qua. Cùng thời điểm, lực lượng phòng không liên bang Nga tuyên bố đã phá hủy thêm 7 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ vùng Benkorod và Vorone theo báo Pravda, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 1.000 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 715 hệ thống phòng không, 347 máy bay cố định, 325 trực thăng, hơn 8.000 máy bay không người lái UAV chiến thuật, 1.919 tên lửa hành trình, một tàu ngầm, 26 tàu chiến, 1.600 trang thiết bị đặc biệt cùng gần 14.000 xe chở nhiên liệu và phương tiện khác của các lực lượng Moscow trong hơn 2 năm giao tranh. Giới chức Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các dữ liệu do phía Ukraine đưa ra. CNN ngày 11 tháng 3 dẫn báo cáo tình báo của NATO và các nguồn thạo tin cho biết Nga hiện sản xuất được khoảng 250.000 viên đạn pháo mỗi tháng, tương đương 3 triệu viên đạn một năm. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU chỉ có thể sản xuất khoảng 1,2 triệu viên đạn pháo mỗi năm để chuyển cho Ukraine, theo một quan chức tình báo cấp cao châu Âu. Một quan chức Mỹ tiết lộ mục tiêu của quân đội nước này là đưa sản lượng đạn pháo mỗi tháng lên mức 100.000 viên vào cuối năm 2025, chưa bằng một nửa năng lực sản xuất hiện nay của Nga. Mục tiêu này đang trở nên xa vời trong bối cảnh gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine vẫn mắc kẹt ở Quốc hội. Một chỉ huy cấp cao của NATO nói với CNN, những gì chúng tôi đang gặp phải hiện nay là một cuộc đua về sản xuất. Kết quả ở Ukraine phụ thuộc vào việc mỗi bên được trang bị như thế nào để tiến hành cuộc đua này. Theo các nhà quan chức phương Tây, Nga hiện đang bắn khoảng 100.000 quả đạn pháo mỗi ngày so với chỉ 2.000 quả một ngày từ phía Ukraine. Tỷ lệ này còn tồi tệ hơn ở một số nơi, dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Sự thiếu hụt có lẽ xảy ra vào thời điểm mong manh nhất đối với Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nguồn tài chính của Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraine đã cạn kiệt và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã phản đối viện trợ thêm. Trong khi đó, Nga gần đây đã chiếm được thành phố Adipka của Ukraine và được nhiều người đánh giá là có thể chủ động trên chiến trường. Ukraine đang gặp khó khăn không chỉ về đạn dược mà còn thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng ở tiền tuyến. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống rất hiện đại, bao gồm xe tăng M1 Abram và sắp tới là máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc đua này có thể thắng hay thua tùy thuộc vào việc bên nào bắn nhiều đạn pháo hơn. Quan chức NATO cho biết, vấn đề số 1 mà chúng tôi đang tập trung hiện nay là đạn dược. Đây là vấn đề mà Nga thực sự đang có được lợi thế sản xuất đáng kể và có được lợi thế lớn trên chiến trường. Theo quan chức NATO trên, Nga đang vận hành các nhà máy sản xuất đạn pháo binh 24 trên 7 với các ca luân phiên 12 giờ. Khoảng 3,5 triệu lao động Nga hiện đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, tăng so với khoảng 2 đến 2,5 triệu người trước xung đột. Quan chức cấp cao của NATO cũng cho biết, Nga đang sản xuất từ 115 đến 130 tên lửa tầm xa và 300 đến 350 máy bay không người lái tấn công. Quan chức này lưu ý, mặc dù trước xung đột, Nga có kho dự trữ hàng nghìn tên lửa tầm xa trong kho vũ khí của mình, nhưng hiện nay con số này chỉ ở mức khoảng 700 tên lửa. Quân đội Nga gần đây đã tập trung những vũ khí đó để sử dụng với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraina. Nga cũng đã bổ sung bằng cách tăng cường sử dụng máy bay không người lái, triển khai số lượng máy bay không người lái trung bình mỗi tháng nhiều gấp 4 lần so với mùa đông năm ngoái. Hiện các quốc gia châu Âu đang nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt cho KF. Một công ty quốc phòng của Đức hồi tháng trước thông báo rằng họ có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraina và cho biết sẽ sản xuất hàng trăm nghìn viên đạn cỡ nòng 155mm mỗi năm. Tại Đức, Công ty này cũng đã khởi công một nhà máy mới, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 200.000 quả đạn pháo mỗi năm. Các quan chức Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga đã có thể tăng cường các dây chuyền sản xuất của mình, nhưng các quốc gia tư bản phương Tây cuối cùng sẽ bắt kịp và sản xuất thiết bị tốt hơn. Trung tướng Steven Bassam, phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn, nếu Nga thực sự có thể kiểm soát nền kinh tế thì họ có thể tiến nhanh hơn một chút so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, phương Tây sẽ có sức mạnh bền vững hơn phương tây chỉ mới bắt đầu tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng để bổ sung khả năng đạn dược cần thiết